thưa toàn thể quý vị, trước khi bước vào làm lễ đồng quan và di quan, chúng tôi xin phép được thay lời anh Lê Hận, chủ dịch vụ mai táng trại phòng Ba Còn, có đôi lời chia sẻ cùng quý vị quan khách. Kính thưa toàn thể quý vị, trong thời gian vừa qua, dịch vụ mai táng trại hòm Ba Còn đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ quý bà con cô bác gần xa. Chúng tôi vô cùng biết ơn về điều đó, và để tri ân sự tin tưởng của quý vị cũng như để góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid, dịch vụ mai táng trại hòm Ba Còn chúng tôi đang thực hiện giảm giá 50% tất cả các loại áo quan, và đặc biệt chúng tôi có quan tài từ thiện hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dẫu biết rằng không ai muốn có cảnh tử biệt sinh ly, nhưng luật vô thường xưa nay không tránh khỏi. Chính vì vậy, dịch vụ mai táng trại hòm Ba Còn chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ những khó khăn bối rối của bà con trong lúc khổ sự gia chung. Trước khi dứt lời, dịch vụ mai táng trại hòm Ba Còn xin được kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang tề tụ nơi đây để tiễn quê cụ bà Lê Thị Anh, và chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi thì thể xác của bà sẽ được an táng nơi phần mộ. Trong giờ phút đưa tiễn cuối cùng này, dịch vụ mai táng trại hòm Ba Còn xin phép được tiến hành chương trình tang lễ tiễn biệt hôn linh. Thưa quý vị, chúng ta đang sống với chúng hồng trần mênh mông vô tận, ở đó sinh lão bệnh tử như là quy luật muôn đời của tạo hóa. Người người trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải từ bỏ cõi trần ai trở về với cát bụi, nhà nhà trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải trải qua cảnh tan khúc đau thương, đưa tiễn người thân về cõi bình hằng. Chính vì vậy, dịch vụ mai táng trại hòm Ba Còn chúng tôi đến đây với mong muốn được san sẻ phần nào những khó khăn bối rối của gia đình trong lúc tang gia. Trong quá trình phục vụ tang lễ với tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc, tuy nhiên không thể tránh được những điều thiếu sót, mong quý vị niềm tình bỏ qua. Và trong giờ phút này đây, trước nỗi đau thương mất mát của gia đình, cho phép chúng tôi gửi đến toàn thể tang quyến lòng thành kính khấn hương cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây chúng tôi xin phép được đọc điếu văn đưa tiễn hương hồn. Kính thưa hương hồn cụ bà Lê Thị Anh, thưa quý thân bằng quyến thuộc cùng tan quyến, trong thời khắc đau thương này, chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về 87 năm trước. Trên quê hương Vĩnh Thuận, Kiên Giang, bà Lê Thị Anh đã chào đời trong dòng ai thân tình dòng tộc. Sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên trong cảnh gian nan, tuổi thơ của bà không có điều kiện học hành để nên danh nên nghiệp, chỉ cùng với gia đình bươn chải làm ăn. Đến tuổi trưởng thành, bà lập gia đình cùng ông Lâm Thanh Cường. Sau thời gian chung sống, ông và bà đã có với nhau 9 người con. Nhớ khi xưa tôi út làm ăn, con lo nghèo khó, các con thơ dạy thiếu chúa phục sau. Tấm thân gầy đã tận tạo sơn thôn dạy dầu mưa nắng, vì đàn con đau quạng nhọc nhằn. Thế rồi cũng qua thời gian khổ, toàn gia đình
chung hưởng quãng đời vui. Giờ đây các con đều đã lớn khôn, đều thành gia lập thất, cháu đông con đàn. Nhưng tưởng bà có thể sống lâu hơn được, để an hưởng niềm vui buổi xế chiều, cũng như để các con các cháu có dịp đền đáp công sinh thành dưỡng dục, bù đắp những gian truân vất vả mà một đời bà đã trải qua. Nhưng hỡi ơi, trăm năm cổ thụ trên nhà, đời người trăm tuổi dễ dàng con đông. Đến tuổi hưu nhàn mà riêng mang trọng bệnh, mặc dù chạy thuốc hay bốn phương tám hương, đương bà cầu mời gia quyến một lòng sốt sắng. Nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, lại cùng tuổi cao sức yếu, bà đã không thể vượt qua. Bà đã chút hơi thở cuối cùng, dịch biệt tất cả chúng ta vào hồi 8:25 ngày 8/5/2021, nhằm ngày 27/3/2021, thượng thọ 87 tuổi. Dẫu biết rằng sinh ký tự quy, sống ở khác gì, nhưng sự ra đi mãi mãi của bà để lại nơi gia đàn những nỗi niềm xót đau vô hạn. Rồi đây các con sẽ mãi mãi chẳng còn được trông thấy hình dáng của người mẹ thương yêu suốt một đời tận tạo. Các cháu sẽ chẳng bao giờ còn được sự dạy bảo ân cần chiều mến của người bà. Thưa ban gia cùng hiếu quân, tử biệt sinh đi là một nỗi đau không gì sánh được, đâu cũng là số phận đành thôi. Chỉ mong gia đình hãy cố nén đau thương, gạt nước mắt để hương hồn ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Bảy năm một kiếp người khép lại, chúng ta cùng cúi đầu đưa tiền hương lên. Mời an toàn. Kính thưa quý vị, tiếp sau đây là phần lễ nguyện hương và kiến linh cữu. Để nghi lễ diễn ra thêm phần trang trọng và đầy đủ ý nghĩa, ban tổ chức lễ tang xin phép được sắp xếp lần lượt từng thành phần bước lên nguyện hương và diễn linh cữu. Vì vậy mong quý vị chú ý, khi chúng tôi mời đến thành phần nào nếu phức tạp trong tang lễ, mời quý vị cùng dính chút thời gian bước về phía trước án tiền, dâng nén hương tiền đưa và nguyện cầu cho hương linh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Trần thương gia ngàn năm thất vọng, người khác rồi gửi lại cháu con. Trong giây phút đưa tiễn này, chúng tôi xin được mời phần nguyện hương của thân gia, tức là xuôi gia với cụ bà, nếu có mặt trong tang lễ lúc này, mời bước về phía trước dâng nén hương đưa tiễn tình nghĩa thông gia lần cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Mời nguyện hương. Đốt nên tâm hương tỏ nỗi lòng, thông gia nghĩa nặng phút này xuân, cực lạc
hồn về vui cảnh Phật, hồng trần có kẻ ngầm ngồi thương. Bật điện người như chiếc lá thôi, nơi đây còn đó mà hay mất rồi. Thân ôi quy luật đất trời, hồn về cực lạc miệng cười giúp thương. Thưa quý vị, anh chị em nào phải người xa, cùng chung máu mủ vượt dài tình thân. Ngày nào chị ngả em nâng, giờ đây ly biệt rưng rưng lệ sầu. Trong giờ phút này chúng tôi xin được mời Phật Nguyệt Hương đưa tiền của anh chị em. Xin được mời anh chị em ruột cũng như anh chị em bên chồng, cùng với anh chị em họ của bà, nếu có mặt trong tang lễ giờ này, mời cùng bước về phía trước, nhân nén hương tiễn đưa lần cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, hơn 80 năm trong kiếp con người, bà Lê Thị Anh luôn giữ gìn sự hiếu thuận với gia đình dòng tộc, kinh trang miền quê. Nay vì mạng sâu mà bà đã mãi mãi ra đi. Và trong giờ phút đưa tiệc này, xin được mời Phật Nguyệt Hương của các cháu, các cháu ruột gọi bằng cô, bằng dì, bằng bà cô, bà dì, cũng như các cháu bên chồng, nếu có mặt trong tang lễ, mời cùng bước về phía trước, dâng nén tâm hương nguyện cầu cho hương hồn sớm được siêu thoát. Mời nguyện hương. Dung mạo này từ nay vắng vẻ, âm dương đôi ngả cách biệt ngàn đời. Nến đỏ hương thơm trà khâu rượu làng, nguyện hương hồn sớm được siêu thanh. Xin gửi lại nơi đây đừng ngọt nên trong giờ tưởng nhớ. Năm sau và những năm sau nữa, mất mát này trong trở lại không thôi. Như bài gian người đã khuất ngàn mây, môi căng chặt môi nén lệ đầy, sợ người bận lòng không đành cất bước. Hương dân cầu nguyện hồn nhẹ nhàng bay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần nguyện hương của thân bằng quyến thuộc gần xa, sau đây là phần nguyện hương của gia đình tan tiên. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
dân làm cuộc đời không ai khổ hơn cha, đồng bào sớm hơn mẹ nuôi con phương lên, mang cả thân về cha che chở đời con. Có một thứ tình cảm thương linh và duy nhất trên cõi đời này không gì thay thế được, đó là tình cha nghĩa mẹ. Còn cha mẹ còn trời cao xanh mát, mất đi rồi sơ xác đời con. Lực vô thường đã mãi mãi cướp đi từ nay người mẹ, người bà kính yêu của con kinh. Và trong giờ phút cuối cuộc này xin được mời lần lượt những người con cháu ruột của cụ bà sẽ bước lên trung hương đưa tiền. Phần này chúng tôi xin được mời chung. Khi chúng tôi mời đến gia đình nào thì cả vợ chồng cùng các con cháu chúng ta đồng bước về phía trước, dâng nén hương và quỳ lại hai lại tiền con. Trước tiên chúng tôi xin được mời gia đình cô hai dân cùng bước về phía trước án tiền, dâng nén hương đưa tiền mẹ bà của mình lần cuối cùng. Mời Ngọc Hương. Mới ngày nào mẹ nhỏ con kiên bảo, nay chỉ còn di ảnh mà thôi. Dương trần con chịu mồ côi, mất mẹ mất cả một trời yêu thương. Tiếp sau đây xin mời gia đình của cô Huệ cùng bước về phía trước, dâng nén hương tiễn đưa lần cuối cùng. Mời Nguyễn Thân. Một đời mẹ đầm phong sương, đắng đắng cay cam chịu ngọt bùi nhường con. Công ơn báo đáp chưa tròn, mà nay mẹ đã đâu còn mẹ ơi. Mời dân hương và đồng thị hai ngày. Chúng tôi sẽ được mời gia đình chú Sáu Quân cùng một bước về phía trước đưa tiền mẹ bà của mình lần sau cùng. Mời Nguyễn Hương. Nằm đó sát thân im lặng, con nghẹn lòng dâng nén tâm hương. Thôi rồi cách biệt âm dương, thôi rồi dịch biệt tình thương trọn đời. Xin được mời gia đình cô Bảy qua cùng bước về phía trước, dâng nén tâm hương đưa tiền.
bì với mây trời, bỏ con ở lại giữa đời kiếp thương. Từ nay cách biệt âm dương, lệ rơi nhỏ nhạt khơi hương tà từ. Tiếp sau đây xin mời gia đình cô Tâm Lan cùng tiến về phía trước dân hương đưa tiền. Mẹ về cõi hương vô tình lặng, ưu sầu thay đầu trắng căng tan, cháu con thì lại hàng hàng khối hương đi ngút lòng càng tay tê. Xin mời gia đình cô Trinh Thanh cùng tiến về phía trước dâng nén hương đưa tiễn mẹ bà của mình lần sau cùng. Mẹ hỡi, từ nay cách biệt rồi, âm dương hai nẻo đã chia đôi. Hình bóng mẹ hiện còn độc mày, khắc sâu tâm trí của đàn ông. Sau đây xin mời gia đình chú Mười Dũng cùng bước về phía trước dâng nén hương tiễn đưa lần cuối cùng. Mời nguyện hương. Trời dần dù mịt mù nơi sớm nhỏ, mẹ chút hơi rời bỏ trần gian, cháu con nước mắt ngập tràn, mẹ ơi sao đời dội vàng ra đi. Mời dân hương và đồng quỳ hai lại tiễn đưa. Chúng tôi xin được mời tiếp sau đây gia đình chú Út Bình cùng bước về phía trước dâng nén tâm hương lần sau cùng. Hết thật rồi hình bóng của mẹ tôi, ngày hai buổi sơn chiều ra đinh ngâm, mắt mòn bồi chờ con bên cánh dòng, dòng tay yêu gian rộng âm tình người. Và sau cùng xin mời gia đình chị Út Nhân cùng bước về phía trước dân hương đưa tiễn. Thật rồi mây phủ kính bầu trời, tuôn dòng lệ nghẹn lời thương lời nhớ. Mẹ khuất núi để ân tình gian dở, biết bao giờ còn gặp lại mẹ tôi. Thưa quý vị, và trong buổi tang lễ hôm nay, dịch vụ mai táng tại Hòn Ba Còn đến đây để tiễn đưa hương linh
và trong giờ phút cuối cùng này cũng xin được bước về phía trước án tiền, dâng nén hương nguyện cầu cái hương hồn của bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Mời các anh em đến từ dịch vụ mai táng trại Hồng Ba Còn, chúng ta đồng loạt bước về phía trước dâng hương đưa tiền. Mời nguyện hương. Người đã về nơi tội vĩnh hằng, cuộc đời khổ ải trót dương mang, giờ đây gửi lại nơi trần thế, tìm kiếm niềm vui chốn xuôi vàng. Đời 87 năm giờ khép lại, xác thân xả bỏ lại trần gian, thêm thang đất Phật ao vàng, đó xem bừng nở nhẹ nhàng yêu yêu. Người đã xa rồi, xa thật xa, ngày nay hương khói chôn quê nhà, thân phận biến rồi về đất bù, một lần tiễn biệt mãi chia xa. Chuyện nhân gian vui buồn đều có, kiếp nhân sinh như gió hoàng qua, sinh ra trong kiếp con người, sống ở tối về đâu được là số phận. Cầu hương hồn an giúp ngàn thương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tang lễ tiễn biệt hương linh. Sẽ đây mời gia đình quan viên chúng ta đứng lên hướng mắt về phía quý vị quan khách để có lời cảm tạ. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin phép được thay lời gia đình tang quyến gửi đến toàn thể quý vị lời cảm tạ. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em thân bằng quý thuộc, trong những ngày qua gia đình chúng tôi đã phải trải qua một nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi mãi mãi của mẹ bà chúng tôi. Từ khi người thân chúng tôi lâm chung cho đến những ngày diễn ra tang lễ, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của quý ông bà cô bác anh chị em thân bằng quyến thuộc. Đó là nghĩa cử cao đẹp mà từ ngàn xưa ông cha ta đã dạy, nhất gia hữu sự bá gia ương. Tấm tình ấy chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ. Đồng thời chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ông bà cô bác anh chị em thân bằng huyết thuộc đã không quản ngại đường xá xa xôi, tranh thủ thời gian quý báu đến đây phúng viên chia buồn và tiễn đưa linh cữu mẹ bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan gia bối rối, có điều chi sơ sót, gia đình xin được niềm tình tha thứ. Chúng tôi xin thành thật tri ân và xin nhận nơi gia quyến chúng tôi một lễ cúi đầu cảm tạ. Sau đây mời gia đình đang tiến lui về bên trong lo hậu sự, dừng lại không gian để đội đạo tỳ làm lễ đồng quan và thi quan.